Nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng có những đánh giá cụ thể về ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh như sau. Với Phùng Quang Thanh tôi nghĩ là ông gắn liền với lại cái Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải là mấy trăm, hơn 100 hecta đất của Gia Lâm và của Tân Nhất, tôi quan tâm đến cái chuyện đấy thôi. Đấy là một ông võ biển chứ không phải là một nhà chính trị. Một nhà chính trị với cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì không thể nói năng như thế được. Cho nên là tất cả cái nói năng ấy thể hiện là một ông võ biển đó. Có biển thiểm cận và chỉ biết lợi ích cá nhân cục bộ chứ không biết lợi ích đất nước. Trung Quốc đe dọa nó xâm lược Việt Nam và cả dân tộc Việt Nam từ lớn đến nhỏ đều không phẫn lên án Trung Quốc. Thì ông lại lo lắng là tâm lý ghép Trung Quốc nguy hiểm cho dân tộc. Thì nói như thế ông không đủ tư cách là người Việt Nam chứ chưa nói lên một cái ông Bộ trưởng Quốc phòng có cái trách nhiệm là giữ nước. Tức là không phải là một chính khách, không phải là một nhà chính trị. Một người rất võ biển và chỉ biết lợi ích cục bộ, và ông nói thế để bởi vì Trung Quốc nó có vai trò rất quan trọng quyết định đến số phận vị trí các cái chính quyền Việt Nam. Cho nên trước đại hội 12 ông nói thế để lấy lòng Trung Quốc để có được một cái vị trí thèm muốn của ông ở trên chính quyền thôi chứ không phải vì lợi ích của đất nước. Tin tức chính